Xin chào các bạn. Thông điệp của chúng ta ngày hôm nay là điều gì ở phía trước đang chờ đón bạn. Bạn đang có điều gì ở phía trước chờ đón bạn nha. Rồi, đây là các bạn tụ 1. Các bạn tụ 2. Cuộc sống bạn đang có điều gì ở phía trước chờ đón. Tụ 3. Rồi, mình sẽ dành phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Điều gì ở phía trước đang chờ đón bạn? Để đây nha. Điều gì ở phía trước chờ đón bạn? Imagine. Fuck in the road nha. Bạn đang có nhiều ước mơ lắm. Bạn đang có nhiều ước mơ lắm và bạn cũng đang phân vân. Co-create nha. Tuyệt vời. Bạn có người đồng hành hỗ trợ, nâng đỡ giúp đỡ, chứ bạn không đơn độc nha. Cho nên là quá nhiều cái ước mơ nha. Bạn đang rất là hay giá. Bạn có nhiều ước mơ, chỉ là bạn đang lựa chọn con đường, bạn còn đang phân vân con đường, cách thức, giải pháp. Nhưng mà có người sẽ đồng hành ủng hộ, chứ bạn sẽ không có phải xử lý mọi việc một cách một mình đâu. Truth be told, sự thật đang được tiết lộ ra. Và rồi, bạn đang băn khoăn chuyện gì, kể cả là công việc, sự nghiệp hay tình yêu, thì từ từ bạn sẽ hiểu nhiều hơn về cái tình huống của mình nha. Ví dụ như là lĩnh vực tình yêu đi, thì bạn sẽ từ từ biết thêm được nhiều những cái thông tin sự thật. Và còn nữa, có nghĩa là bạn đừng vội vã kết luận á, tại vì sẽ còn nhiều cái thông tin đến. Bạn cứ kiên nhẫn thì bạn sẽ biết được nhiều hơn nữa về cái thông tin cho cái tình huống của bạn, cũng như là những cái con đường, là những cái bạn đang tính toán về sự nghiệp, về tương lai, thì cái giải pháp nó cũng sẽ đến từ từ. Một khoảng thời gian thì bạn sẽ có thêm được cái thông tin, chứ trong cùng một khoảng thời gian ngắn thì không phải là mọi thông tin bạn sẽ biết được liền hết nha. Điều gì ở phía trước chờ đón? Mình thấy có một điều rất hay á, là tại thời điểm này á, là bạn đang bắt đầu là nổi bật lên á, nghĩ đến những cái ước mơ của bạn. Có nghĩa là bạn thoát khỏi cái tình trạng mà ví dụ như tình trạng nhàm chán chẳng hạn, đã đến cái giai đoạn mà bạn đang nghĩ đến làm sao để thực hiện được cái ước mơ của mình. Just, yeah. Just gì đây? Chaos. Rồi. Cái quan trọng là cái niềm tin của các bạn. Cái niềm tin của bạn vững mạnh, lập trường vững, hiểu bản thân. Bạn không give up, không có từ bỏ, tin tưởng vào bản thân của mình, tin tưởng vào cái tình huống của bạn, thì bạn sẽ vượt qua được những cái sự kiện bất ngờ, những cái thử thách. Magic. Cho nên thành ra nếu như một cái thử thách nào đó nó đang xen đến với bạn mà bạn vội vã chán nản, thì cái đó là cái niềm tin của bạn nó yếu, tin tưởng vào bản thân yếu, hoặc là lập trường chưa vững nha. Cho nên thành ra trước khi mà bạn hiện thực hóa được cái ước mơ của bạn mà bạn có thể khẳng định được cái lòng tin của bạn, bạn khẳng định được với vũ trụ rằng là bạn xác định rõ lập trường thì bạn sẽ vượt qua được những cái thử thách đến từ vũ trụ. Magic. Passive nha. Oh my god. Đây là cái thông tin mà cho thấy là bạn sẽ tìm ra được cái con đường chính xác dành cho bạn, con đường thiêng liêng. Bạn sẽ có sự phục hồi tràn đầy lại năng lượng, lấy lại được cái thế năng động, chủ động làm chủ tình huống của bản thân, phục hồi lại sức khỏe, nhan sắc luôn, phục hồi lại cái phong cách của bạn, phong độ của bạn ha, tinh thần đầy sức sống của bạn. Bạn sẽ có sự khôi phục bởi vì bạn sẽ xác định được rõ con đường á. Cho nên yên tâm, ở cái thời điểm này cho dù là bạn còn đang thấy hơi hoang mang, là hơi hỗn loạn đi chăng nữa, thì bạn cũng
sẽ thấy được cái phép màu magic. Bạn sẽ cảm nhận được cái phép màu đã đến với cuộc đời bạn á, là bạn sẽ thấy rõ được cái con đường dành cho mình và bạn sẽ phục hồi lại bản thân. Để mình xem mình rồi. Nha, đây. Ace of Wands, mệt gậy. Oh my god, chúc mừng bạn nào chọn tụ 1, xuất sắc. Oh my god, chính xu nè, bạn nào chọn tụ 1 là rất chúc mừng luôn, xuất sắc. Tại vì á, cái ý tưởng của bạn á, một cái ý tưởng vô cùng sáng tạo, tràn đầy cái ngọn lửa nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng ha. Một ý tưởng hết sức sáng tạo và kết hợp với The Magician là năng lượng của cái việc bạn hiện thực hóa được ước mơ của bạn. Có nhiều bạn á, bạn không nói nhiều, bạn chỉ lặng lẽ bạn thực hiện. Thậm chí bạn còn gây cho người khác một cái cảm giác nó rất là bí ẩn. Tại vì bạn cứ hành động thôi, trong âm thầm luôn á, mà bạn không có nói cái gì hết. Giống như là bạn âm thầm nỗ lực, nghiên cứu, tính toán, âm thầm hành động, không nói nhiều mà chỉ thể hiện bản thân của mình thông qua cái hành động. Cho nên là The Magician đó, bạn nhìn thấy là một người bạn hiện thực hóa được cái ý tưởng của các bạn ha. Và bạn sẽ đạt được một cái trạng thái bạn rất là xứng đáng á, cái sự thu hoạch về. Bạn sẽ rất là vui tại vì bạn hiện thực hóa được cái ý tưởng của các bạn, hiện thực hóa được cái sáng tạo, cái kế hoạch này của các bạn đây nè. Có thể nói là bạn không có giới hạn, limitless, không có giới hạn dành cho bạn á. Giống như gọi là cái khả năng của bạn là vô tận. Bạn hiểu, bạn giống như là nhà giả kim cũng được. Nhà giả kim là cái người biến cái ước mơ thành sự thật á. Bạn dựa vào bàn tay của bạn ha, bạn dựa vào cái khả năng của bạn á. Mình thấy là cái phong cách của các bạn á, nó có cái gì đó nó làm cho người ta cảm giác bị magic, bị bí ẩn á. Tại vì á, kiểu như là bạn tập trung nè, toàn là tập trung. Bạn tập trung, bạn nỗ lực, bạn nghiên cứu, bạn hành động. Wow, cho nên đến khi mà bạn thành công rồi thì người ta sẽ thấy wow, sao một người độc lập nè, một người độc lập, một người có niềm vui, một người giống như là tận hưởng cái cuộc sống, một người thành công. Bạn sẽ giống là đầy đủ các điều kiện vật chất á. Yeah, Goddess of Water. Đấy, giống như cái ý tưởng nào đó của nhiều bạn, nó giống như một bào thai á, chuẩn bị được sinh ra. Sáu ly. Ở đây sao mình có thấy tình yêu nữa nha. Tình yêu của các bạn nó rất là so much, yêu thương nhau. Kirin. Yeah, hành trình mới tuyệt vời dành cho các bạn ha. Wow, quá là tuyệt vời đi. Tại vì bạn sẽ hạnh phúc luôn cả tình yêu, gia đình. Tình yêu của các bạn là soulmate, là gia đình. Là soulmate, là gia đình. Tại vì cái sự thân thiết là yêu thương nhau như tình thân ruột thịt đó. Thì cái năng lượng tình yêu thương của các bạn là như vậy. Nó mang tính chất của một cái sự thân thiết như là gia đình rồi. Ủng hộ nhau, bảo vệ nhau, động viên an ủi nhau trong những cái lúc thử thách luôn. Cho nên là bạn sẽ bước đi trên hành trình của bạn mà bạn sẽ luôn có một cảm giác là luôn có bạn đồng hành. Cho nên bạn sẽ rất tự tin, bạn không cô đơn, bởi bạn biết được đằng sau bạn là có người rất ủng hộ, rất đồng hành cùng với bạn ha. Một người bạn chân thật đồng hành, thậm chí là cái người đồng hành cùng với bạn còn là một người rất là khôn ngoan nữa, rất là trí tuệ nữa. Mình nghĩ là thông điệp dành cho các bạn tụ một rất là đủ rồi. Mình xin kết thúc thông điệp nha. Xin chào các bạn tụ hai. Điều gì đang chờ đợi bạn ở phía trước? Cuộc sống bạn sẽ có những điều gì đến nha, các bạn tụ hai. Magician and the Mirror. Có
cái sự hành động hiện thực hóa, đồng thời cũng có những cái sự soi chiếu. Oh my god, broken heart. Yeah, có vấn đề bạn đang đối diện á, là những cái sự tổn thương trong trái tim của các bạn ha. Wow, door to romance. Nhưng mình đang có cảm giác là bạn sẽ được bù đắp lại sau đó đấy. Bạn đang có tổn thương trong trái tim của bạn à, nhưng cái cánh cửa của cái sự yêu thương á, nó cũng mở ra để chào đón bạn nữa. Để mình xem nào. The sage, lost something abundant. Bạn có những năng lượng rất tốt với bạn luôn. Nó có rất là nhiều cái điều tốt đẹp ở phía trước chờ bạn. Đồng thời bạn cũng đối diện với những cái tổn thương trong trái tim của các bạn nè. Bạn vẫn luôn có cảm giác rằng là có người ngăn cản bạn, hoặc là níu giữ bạn lại. Nhưng ở đây thì mình đang thấy là cái sự soi chiếu, mirror, là cái gương đó là cái sự soi chiếu, thì cũng có thể là do cái tinh thần của các bạn á. Nó giống như là cái bộ phim, nó cứ quay về cái quá khứ và nó hiện lên trong tâm trí của bạn. Có thể ở thời điểm này chưa hẳn là cái người cũ, những người nào đó đã từng làm tổn thương bạn mà còn tồn tại trong cuộc sống của bạn đâu. Nhưng những gì mà họ làm tổn thương bạn á, thì cái khoảng thời gian này giống như kiểu bạn bị kích hoạt lại, bạn nhớ đến, hoặc là nó cứ hiện lên trong tâm trí bạn như là một cái bộ phim, nó cứ chiếu đi chiếu lại. Rồi, cái điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước á, là cuộc đời nở hoa. An bạn đạt được cái sự thành công, điều kiện vật chất, điều kiện cuộc sống. Cuộc sống của bạn á, bạn cũng được sống trong một cái môi trường nó đầy cái sự trong lành ở trong đó. Bạn có đủ cái điều kiện vật chất để bạn có thể sống một cuộc sống thoải mái. Trong cuộc sống bạn có nhiều điều nở hoa lắm. Cho nên thành ra là lúc này đây á, là bạn hãy tập trung á, vào những cái điều tốt đẹp. Còn nếu như tâm trí của bạn á, mà nó còn tổn thương hoài, thì bạn sẽ không có tận hưởng hết được những cái điều tốt đẹp mà nó đang đến với cuộc sống. Rồi, ok, để mình tiếp nào. Trời ơi, đây nè, chưa nè, bạn thấy không? Rõ ràng là bạn đang trong cái giai đoạn bạn cứ cầm cái tấm gương bạn soi hoài. Chứng tỏ là cái tổn thương này á, là tổn thương đến từ cái tâm trí của bạn á, đến từ ký ức. Chứ còn chưa chắc những điều tổn thương nó còn ở trong cuộc sống của bạn đâu. Nhưng bạn đang soi chiếu bản thân á, thì cũng có thể là do bạn nghĩ là những cái tổn thương á, là trong đó cũng có lỗi của mình. Bạn nghĩ rằng chắc bạn cũng có lỗi một phần nào đó. Hoặc là bạn đã từng tiếp xúc với những cái người mà hơi bị ái kỷ á. Ví dụ như bạn từng tiếp xúc với những người mà thích đổ lỗi cho bạn chẳng hạn. Cho nên thành ra là cái điều đó nó rất là ăn sâu vào trong tâm trí nha. Nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn á. Hoặc là bạn cứ tiếp xúc với những người mà thường xuyên buông ra những cái năng lượng vô cùng tiêu cực. Thì bạn cứ suy nghĩ đi, bạn tiếp xúc với quá nhiều người tiêu cực trong một khoảng thời gian, thì chắc chắn con người ta đâu có phải là sắt thép. Cho nên thành ra là ít nhiều bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị ám ảnh. Well being, yeah. Những cái điều rất là lành mạnh, khỏe mạnh ha, là nó bước vào cuộc sống bạn và đang chờ đợi bạn ở phía trước nha. Tức là bạn sẽ thoát khỏi được những cái điều tiêu cực á, mà một cái cuộc sống rất lành mạnh đang chờ đón bạn. Bạn sẽ lấy lại được cái sự khỏe mạnh ha, của tinh thần, khỏe mạnh tinh thần, khỏe mạnh cơ thể, correct. Yeah. Đây. Lúc này đây là bạn cứ sống thật là con người mình, cứ sống theo bản năng của bạn, bản chất của bạn ra sao, bạn hãy cứ sống thật là con người mình. Freaking well. Thiệt tình. Cái điều chờ đón bạn ở phía trước á, thì bạn thấy nó rất là tuyệt vời, bởi vì nó là sự nở hoa cho toàn bộ cuộc sống của bạn. Nhưng mà trong lòng bạn á, thì bạn đang ở giai đoạn chuyển hóa, đang từ bên này bước qua bên kia, cho nên thành ra là cũng bị kích hoạt nhiều cái nỗi đau trong thời gian này.
Beauty. Hãy tập trung thanh lọc làm mới lại bản thân á. Ok. Có sự di chuyển, có sự thay đổi nè mọi người. Thay đổi nơi ở, thay đổi công việc. Ô, thậm chí có bạn ra nước ngoài luôn nha. Nè, bạn có thể qua một quốc gia khác. Cái sự thay đổi của bạn nó lớn. Seven of Cups. The world là một cái sự bước qua một cái chu kỳ mới, thì cũng có thể bạn sẽ thay đổi được đấy. Mười gậy gậy nó là hành động rồi, cho nên thành ra là cái khả năng bạn thay đổi được á, thay đổi nơi ở, thậm chí là qua nước ngoài thì khả năng nó cao á. Nhưng còn bảy ly hả, kết hợp với bảy ly là đôi khi cái cảm xúc của bạn nó cũng còn dao động, hoặc là còn có một số những cái suy nghĩ định hướng nào đó của bạn mà bạn chưa quyết định 100%, tức là bạn vẫn còn cân nhắc. Mười kiếm. Ôi là trời, bạn đã kết thúc đi những cái tháng này mà vô cùng rất là tổn thương ha. Kết thúc đi những cái tháng này mà tấn công vào trong tinh thần của bạn một cách dữ dội á. Knight of Fire. Tám xu nè, tuyệt vời á. Mình thấy là cái sự thay đổi của bạn sắp tới có thể bạn sẽ rất hài lòng á. Tại vì mình đang thấy một cái môi trường, bầu không khí nó rất là lành mạnh, rất trong lành ha. Bạn tiếp xúc nhiều với lại cây cối, mình thấy đất nhiều á, đất rộng, đất nhiều á, mình thấy có liên quan đến bạn á. Cũng thể bạn qua một cái nơi mà bạn sẽ được tận hưởng một cái bầu không khí rất là trong lành nè. Nhưng hiện tại thì cái tâm trạng của bạn nó cũng có những cái lúc nó còn nóng vội, còn đề phòng. Bạn chưa có được thoải mái á. Bạn có thể rất là rõ ràng với bản thân, nhưng mà chưa thoải mái, tức là vẫn còn cảm giác bị áp lực nào đó. Ok. Ace of Wands. Two of Wands. The Moon. Bạn từ từ quyết định để bạn đừng, khi nào bạn kiểm soát được cái cảm xúc của bạn á thì bạn hãy quyết định nha. Tại vì còn năng lượng của The Moon là đôi khi cái cảm xúc nó bị trồi lên dữ dội nha. Còn điều chờ đón bạn phía trước là một sự hạnh phúc trong tình yêu á. Thấy tình yêu nè, thấy có sự lãng mạn ha, có người thể hiện tình cảm với bạn ha. Có người thể hiện tình cảm với bạn á, giống như là thể hiện cảm xúc nè, giai đoạn tìm hiểu tán tỉnh nhau nè. Mình đang thấy là giai đoạn tìm hiểu nhau trong tình cảm nè. Rồi bạn rất là tự tin và có vẻ như hai người cũng xích lại gần nhau hơn nữa nè. Đúng chính xác là Door to Romance, là đúng chính xác là cái cánh cửa tình yêu chào đón bạn á, mà là giai đoạn tìm hiểu tán tỉnh nhau. Bạn tự tin đấy. Tại năng lượng của bạn cũng là một năng lượng tuyệt vời. Nữ hoàng dậy có nghĩa là cho dù là đôi khi bạn mới kết thúc cái giai đoạn mà cực kỳ stress, kết thúc cái giai đoạn mà rất là tổn thương về trái tim, mà bạn đã giữ được cái tinh thần lạc quan tích cực, tập trung vào cuộc sống, tập trung vào những điều bạn mong muốn đạt được và đang có cái sự suy nghĩ muốn tính toán xa hơn nữa. Thì đây, bạn đúng là có thể nói là bạn rất là bản lĩnh á. Nhưng cứ từ từ ha, không cần vội.
Cho nên bạn hai trạng thái rất là khác biệt, một trạng thái vô cùng tỉnh táo nhưng có lúc thì buồn, nhưng có lúc thì kiểu như rất là cảm xúc. Bạn giống như là hai nhân cách á, có lúc the moon, có lúc nữ hoàng gậy nè. Nè, the moon là một nhân cách hay lệ thuộc cảm xúc nè, cảm xúc nhiều nè. Còn nữ hoàng gậy thì lại là một nhân cách vô cùng tuyệt vời, truyền cảm hứng, là một người rất tự tin và sáng tỏ với tất cả những việc liên quan đến bản thân, có xu hướng suy nghĩ lạc quan tích cực nữa. Bạn còn đang ở cái giai đoạn mà hai nhân cách đổi qua đổi lại. Ok, nhưng tình cảm như thế này thì rất là dễ thương nha mọi người. Để mình xem thêm một tí về cái tình cảm này nữa đi nha. Chứ thế là giai đoạn tìm hiểu nhau và có xu hướng ở gần nhau nhiều hơn nè. Oh my god, uncovering treasure. Bạn thành công á, thành công về điều kiện vật chất. Stay in focus. Baron Courage. Yeah, bạn vượt và sẽ vượt qua được những cái chướng ngại vật. Sẽ rất là vào cái giai đoạn cực kỳ hành động á, và có thể tạo ra được cái khoản dồi dào về vật chất ha, vô cùng. Còn mọi thứ khác á, thì bạn hãy cứ giữ sự cân bằng ha. Tình yêu là một giai đoạn bước vào cái giai đoạn lãng mạn nhiều hơn và xích lại gần nhau nhiều hơn, nhưng nó cũng đang là một chặng đường, nó là một hành trình á. Nó vẫn là một hành trình và hai bạn sẽ tiếp tục và tìm hiểu nhau. Mình xin kết thúc thông điệp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba. Điều gì đang chờ đón bạn ở phía trước? Để đây nha. Nha, chờ mình chút xíu. Ok. Điều gì đang chờ đón bạn ở phía trước? Từ từ, mình lấy bộ này. Purification. Nha. Sự thanh lọc để bạn trở thành một cái phiên bản hoàn hảo nhất đối với bạn nha. Thanh lọc để bạn trở thành cái phiên bản thật sự là cái phiên bản đó vào cái giai đoạn phát triển của bạn á. Những cái gì được gọi là hợp nhất với bạn á, là bạn sẽ tiến tới cái phiên bản như vậy, kể cả là nhiều phương diện ha, kể cả là về khía cạnh của vật chất hay là khía cạnh của tinh thần cảm xúc, thì bạn cũng đang dần trở thành cái phiên bản đúng là bạn á. Wow, trời ơi, success, thành công nha. Điều gì đang chờ đón bạn phía trước? Một cái sự thành công khớp ha, cực kỳ. Tại cái lá này nó đang biểu hiện là cái sự nâng cao về tần số rung động. Rõ ràng là bạn lên một cái phiên bản cao hơn thì cái phiên bản này nó khớp với cái năng lượng thành công á. Cho nên bạn thấy á, là thật ra khi mà chúng ta cảm xúc chúng ta buồn á, là cái đó là một điều rất đáng để thông cảm. Nhưng nếu như các bạn mạnh mẽ hơn một chút á, các bạn hiểu được cái quy luật của cái sự thu hút nhau á, thì á, là mình đừng buồn nữa, mình dẹp nó qua một bên. Bạn hãy tập trung để nâng cao bản thân của bạn á, thì tự nhiên bạn sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp đó đến. Thì các bạn tụ ba nó chính xác là như vậy á. Có nghĩa là bạn thay đổi cái phiên bản nè, một phiên bản đẹp hơn nè. Mình thấy vừa đơn giản, vừa đẹp, vừa độc đáo, vừa cá tính, có những cái nét rất là riêng biệt dành cho bạn á. Thậm chí có nhiều bạn mình thấy còn thể hình đẹp nữa, hoặc là cái phong cách ăn mặc gọn gàng đẹp, thì tự nhiên cái phiên bản này của bạn nó thu hút ngay cái sự thành công lớn. Cái quy luật nó là như vậy. Wow, healing. Này sẽ đang nghi là sắp sửa có gấu nha, có người yêu thương đồng hành với bạn á. Các bạn có stillness và wisdom. Wow, điều đang chờ đón bạn ở phía trước.
bạn cũng có dành thời gian có sự yên lặng, lặng lẽ nghi ngẫm, và trong cái giai đoạn đó thì bạn lại cao hơn một bậc nữa về trí tuệ ha. Để mình tiếp cái nào ta. Đây. Wow, new beginning. Điều đang chờ đón bạn ở phía trước đó chính là một sự khởi đầu mới, một sự thay đổi, một cái điều mới nó đến, một cánh cửa mới mở ra. Inspiration. Bạn sẽ được truyền cảm hứng để kích hoạt lại cái tài năng thực sự của bạn. Bạn thực sự là một người có tài như thế nào? Cái tài năng của bạn là gì? Thì bạn sẽ đang được kích hoạt lại đúng tài năng của bạn nha. Empowerment nha. Được trao quyền lại cho bản thân và reconciliation. Những cái điều cũ chân thành hoặc những con người cũ chân thành sẽ quay trở lại với cuộc sống bạn. Chẳng hạn như bạn kết nối lại với những người bạn chân thành nè. Bất kể ai ha, hoặc bất kể điều gì mà gọi là hợp khớp với bạn á, sẽ quay trở lại với bạn. Rồi. Đấy nha. Trời ơi, cái happy family, một gia đình hạnh phúc, một cái hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu hoặc là trong hôn nhân. Broken heart hả? Chờ mình chút nha. Hoặc là nhiều bạn á, nhiều bạn đang có gia đình rồi, là cái tổn thương á, cái tổn thương trong gia đình của bạn, đây có thể là gia đình đẻ, gia đình có cha mẹ anh chị em ha, hoặc đây là gia đình nhỏ của bạn, gia đình riêng của bạn. Thì cái những cái tổn thương trong gia đình của bạn nó cũng sẽ có thể nó trồi lên trong giai đoạn này. Nhưng tại sao nó lại trồi lên trong giai đoạn này? Rồi, để mình xem. Ăn sợ ba lần sự cân bằng da. Bạn lên á là cái sự cân bằng đến á, thì bạn cũng đừng lo. Khi mà cái tổn thương cũ, khi tổn thương cũ trồi lên, nó phải có lý do, nhưng cái bên nó là năng lượng cân bằng, thì bạn yên tâm là bạn sẽ cân được cái vấn đề này nha. Oh my god, trời ơi, mừng quá đi. Đó là một cái cánh cửa, bạn có hai cánh cửa mở ra, cái cơ hội mới, cuộc sống mới. Một cái điều gì đó nó mới hoàn toàn nó sẽ đến. Và cánh cửa thứ hai dành cho bạn, đó chính là cái sự chữa lành cho tất cả những cái tổn thương cá nhân của bạn. Và sự hạnh phúc. Rồi, như vậy ha, cái tổn thương mà bạn đã từng có trong chính gia đình ruột của mình, hoặc là gia đình nhỏ của bạn nếu bạn đã lập gia đình rồi, thì cái tổn thương nó cũng sẽ trồi lên luôn trong khoảng thời gian này. Nhưng sau đó bạn sẽ giữ cân bằng lại được, và nó trồi lên để chữa lành một cách hoàn toàn và để hạnh phúc. Tất nhiên là mỗi trường hợp các bạn sẽ hiểu hơn vì sao mà cái tổn thương cũ nó lại trồi lên ha. Ok, mình thì mình đang có cảm giác là trồi lên để bạn không cần phải né tránh nữa đó. Nhưng mà đến cuối cùng á, thì cánh cửa của sự hạnh phúc nó cũng mở ra. Seek up air kìa, wow. Seek up air cũng là một năng lượng rất là hạnh phúc nè. 10 lửa đấy. Ace of Air, một kiếm, một khí, và các bạn có Saman. Thay đổi. Cái sự thay đổi của cuộc sống bạn là một sự dứt khoát và chắc chắn nó thay đổi. Có nghĩa là bạn sẽ qua cái điều mới và chắc chắn sẽ qua cái điều mới. Có sự hỗ trợ nâng đỡ luôn nha. Bạn được nâng đỡ tinh thần bởi những người chân thành và thân thiết với bạn. Ví dụ như tình bạn cũng có thể ha. Rồi, tình yêu cũng có thể, tình gia đình cũng có thể. Nhưng cái người nào chân thành với bạn thì bạn sẽ được chính cái người chân thành đó sẽ có sự hỗ trợ giúp đỡ bạn cho cái đợt thay đổi này. Rồi. Hay không? Các bạn tụ
Trời ơi, vua nước nè, King of Cups. Các bạn tụ ba mình thấy năng lượng rất là hay á. The Fool, yeah. Đúng rồi, đúng là bạn có người rất là yêu thương chân thành. Có một người cực kỳ là chân thành với các bạn nha, rất là yêu thương bạn á. Bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được cái tình cảm này. Cho dù người này không nói ra, bạn cũng cảm nhận được á. Tại vì đây là một người quá là đầy cái sự yêu thương ở bên trong họ. Mình đang cảm thấy khi mà bạn ở bên cạnh cái người này, bạn sẽ được là chính mình á. Bạn còn nhiều người nữa yêu thương ha, là không phải chỉ người yêu, người thân mà còn thấy có bạn bè, cộng đồng á, giống như là có nhiều người bạn cùng chung chí hướng, cùng có những ước mơ giống nhau. The Chariot, wow, thấy có sự di chuyển nè, sự thay đổi, sự di chuyển. Wow. Nếu như các bạn đang hỏi cái câu gọi là có sự thay đổi di chuyển hay không thì lên năng lượng như thế này là quá trời, là sẽ thấy cái hành động thay đổi di chuyển sắp tới đấy, rất là rõ. Để mình lấy một này. The World, trời ơi, tuyệt vời quá vậy ta. Sắp tới bạn rất là tự tin nha. Wow, tự tin và có bạn bè khắp nơi trên thế giới, liên kết với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Và mình đang có cảm giác sao nhiều bạn tự tin thể hiện bản thân ra bên ngoài thế giới luôn á, được bạn bè ủng hộ luôn á. Ôi là trời, Temperance và Page of Coins, đúng là cơ hội mới đến ha. Công việc mới, cơ hội mới. Bạn sẽ cân bằng lại được. Không có vấn đề nào bạn sẽ bị mất cân bằng đâu nha. Kể cả là những vấn đề mà đã từng làm bạn rất rất tổn thương đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ cân bằng hài hòa lại được. Sao thấy hay quá, để mình xem thêm nữa đi nha. Wow, trời ơi, đúng là cánh cửa, toàn là cánh cửa mở ra không, answering the call. Bạn đã nhận ra được cái tiếng gọi rồi. Và bạn có sự chuẩn bị tinh thần, hoặc là bạn cũng rất sẵn sàng để có thể thay đổi được ở tại cái thời điểm này rồi á. Được sự bảo vệ bởi thiên thần bảo hộ của bạn á. À đúng rồi, chính xác là như vậy ha. Ồ đúng, chính xác luôn, toàn là travel. Tức là bạn sẽ có chuyến đi á. Đi xa, đi học, qua nước ngoài. Chuyến đi nhẹ nhàng, thanh thản. Bởi vì giống gọi là đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tình yêu với lý tưởng, bất kể tình yêu nào của bạn ăn, nhưng có vẻ là đi theo tiếng gọi của tình yêu một cách nhẹ nhàng thanh thản, và được sự hỗ trợ ủng hộ của khắp mọi nơi. Đây nè, support you all around you, có nghĩa là sự hỗ trợ sẽ ở bao xung quanh bạn. Ok, mình xin kết thúc thông điệp nha. Bye bye.